kính chào toàn thể quý vị và các bạn, kênh tin mới TV xin gửi đến quý vị và các bạn bản tin mới nhất trong nước và quốc tế. Vào lúc 9 giờ buổi sáng ngày hôm nay 30 tháng 4 năm 2020, tại quảng trường Kim Nhật Thành nổi tiếng của Triều Tiên, chính quyền mới tạm thời của bà Kim Do Jong, em gái của vị lãnh đạo tối cao Kim Jong Un, đã công khai xử tử đại tướng không quân Ji Jong Chon, Tư lệnh Không quân Triều Tiên. Một phiên tướng cận vệ trung thành của nhà lãnh đạo Kim Jong-un và cũng là người cứu thoát bốn mẹ con, vợ con ông Kim Jong-un. Viên tướng này đã bị xử tử công khai bằng phương cách xử bắn vì tội phản bội tổ quốc. Cùng với đại tướng không quân Ji jong chon còn có năm lính đặc nhiệm của Triều Tiên cũng bị tử hình theo phương cách xử bắn. Năm người lính này đã cùng 20 người lính khác và tướng Di Phương Chon đã chiến đấu anh dũng tại dinh biệt thự riêng tại nhà ông. Khi lính quân chủ lực tấn công nhắm bắt sống ông về chịu tội đã cứu vợ con ông Kim Jong-un chạy thoát. Cũng phải nói thêm rằng, những người lính trong số 20 lính đặc nhiệm của Triều Tiên này từng là những người cùng 120 lính đặc nhiệm Việt Nam tham gia trận đánh ở biên giới Trung Triều đêm ngày 23 tháng 4 năm 2020. Bắt sống đại tướng Lý Kỳ Anh của Trung Quốc. Thưa quý thính giả, Quảng trường Kim Nhật Thành là một quảng trường thuộc thành phố Bình Nhưỡng, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên và được đặt tên theo nhà lãnh đạo sáng lập của Triều Tiên, Kim Nhật Thành. Khai trương vào tháng 8 năm năm 1954, một Quảng trường này nằm trên bờ phía tây của sông Tác Động, trực tiếp đối diện với tháp Diêu Trẻ ở phía bên kia của con sông. Quảng trường này là nơi tập hợp chung cho các cuộc meeting, nơi vũ hội và cuộc duyệt binh và thường được đặc trưng trong phương tiện truyền thông liên quan đến Bắc Triều Tiên. Đây là quảng trường lớn thứ thế giới, có diện tích khoảng 75.000m2, 807.293m2 mà có thể phục vụ một cuộc meeting của hơn 100.000 người. Chân dung của Kim Nhật Thành Kalamasa và Jimmy Lenin nằm trên các tòa nhà xung quanh quảng trường. Đại sảnh nghiên cứu nhân dân nhìn ra quảng trường và bờ dòng sông. Thưa quý thính giả và các bạn, trước đó vào ngày 27 tháng 4, bà Ji Son Ju, vợ của ông Kim Jong Un bị em gái chồng mình cho quân lính thủ tiêu bởi một lý do hết sức bất ngờ. Đó là vì bà là tình báo hoa nam của Trung Quốc, bởi vậy cô em chồng mới ra tay hạ sát chứ không phải vì bà ta tranh giành quyền lực như một số nguồn tin đã đưa. Điều này được chính ông Ji Jong Chon, một cựu tướng không quân của Triều Tiên và là một cố vấn thân cận của chủ tịch Kim Jong Un xác nhận. Và chính viên tướng không quân này đã thông báo cho bà Ji kế hoạch thủ tiêu của cô em chồng lên bốn mẹ con của bà mới trốn thoát. Để lý giải về điều này, viên tướng không quân này đã cho biết, bà Kim Do Jong nghi ngờ bà Ji, người chị dâu của mình ngày xưa sang Trung Quốc học ca hát đã được phía Trung Quốc đào tạo thành gián điệp và sau khi về nước, Tập Cận Bình đã làm nhiều cách để bà Ji tiếp cận với ông Kim Jong Un. Và với tài sắc vẹn toàn như thế, việc ông Kim Jong-un yêu thương và lấy bà Di cũng là lẽ đương nhiên đã được tập cận bậc sắp xếp trong kế hoạch. Vì lý do này mà em gái của nhà lãnh đạo Triền Tiên đã truy sát bằng được bốn mẹ con bà Di. Cũng theo nguồn tin này tiết lộ, bốn mẹ con bà Di đã được viên tướng không quân Di Jong-chon đưa đến một khu bí mật để lánh nạn và nếu bà Di vợ của ông Kim Jong-un đúng là tình báo Hoa Nam, thì điểm đến của bà chắc chắn sẽ là Trung Quốc. Và đúng như những gì chúng tôi đã đưa tin, bà Ji Son Ju đã được Tập Cận Bình đón rước về Trung Quốc vào đêm hôm qua 29 tháng 4 tại dãy núi Trường Bạch, biên giới của hai nước Trung Triều. Tuy nhiên điều này không thể khẳng định vợ ông Kim Jong Un là tình báo Hoa Nam được. Tập Cận Bình mưu mô xảo trá đầy mình, việc ra tay cứu giúp vợ ông Kim Jong Un rất có thể chứa đựng đầy âm mưu hiểm độc ở trong đó, mà ngay lúc này tình báo của các nước chưa thể tìm ra. Còn vợ ông Kim Jong-un trong tình cảnh nguy hiểm cận kề, lo sợ cho tính mạng của ba đứa con thơ lên chấp nhận chạy sang Trung Quốc. Mặc dù bà có thể biết phía trước bà là một cái bẫy mà Tập Cận Bình đã răng ra. Dù sao cái bẫy của Tập Cận Bình có hiểm nguy như thế nào thì ba đứa con của bà ít nhất cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Riêng đối với bà dù năm nay mới có 32 tuổi, nhưng nếu chồng bà là Kim Jong-un có ra đi thì bà cũng chẳng thiết sống nữa. Tình yêu của bà, cuộc sống của bà. Trái tim của bà đã gửi gắm hết vào người lãnh đạo số 1 của Triều Tiên là ông Kim Jong-un. Trước đó theo một nguồn tin từ tình báo Hàn Quốc đưa tin, vào đêm hôm qua 29 tháng 4, tại dinh thự rộng 500 mét vuông của viên tướng không quân Ji Jong Chon nằm tại thủ đô Bình Nhưỡng, một cuộc đấu súng kinh hoàng đã nổ ra giữa quân lính của bà Kim Do Jong và 20 tay súng do viên tướng này chỉ huy. Trước đó một nguồn tin tình báo của Triều Tiên báo về, tướng Ji Jong Chon là người đã tiếp tay cho vợ con ông Kim Jong Un chạy thoát. Bà Kim Do Jong khi nhận được tin báo đã cử 20 sĩ quan và binh lính đặc vụ chống khủng bố đến dinh thự của viên tướng này định bắt giữ ông ta. Nhóm đặc vụ này quá chủ quan khi cho rằng với 20 tay súng đã qua tôi luyện và có võ thuật điêu luyện thì việc đến nhà bắt giữ một viên tướng thì chẳng có gì khó khăn. Bản thân những người lính này cũng không nghĩ rằng trong dinh thự của viên tướng này có 20 lính đặc nhiệm dưới quyền của ông ta đặc biệt trung thành với chủ tịch Kim Jong-un. Họp nhóm tại đây và đang lên kế hoạch đưa vợ con của ông chủ tịch Kim Ong Un vượt biên thoát ra khỏi biên giới. Khi lính của bà Kim Do Jong đến bao vây căn nhà, họ đã nhanh chóng xác nhận với viên tướng không quân sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Những lính đặc vụ đến bắt người chỉ đem theo súng ngắn và chủ quan vượt qua hàng rào xâm nhập vào dinh thự này, trong khi đó 20 đặc vụ và viên tướng này đã triển khai thế phản công nhanh chóng. Khi lính của bà Kim Do Jong vừa áp sát căn nhà, thì hàng loạt súng ặc nổ rền vang. Chỉ ngay từ loạt súng ban đầu, 10 lính đặc vụ của bà Kim Do Jong đã thiệt mạng. Những người lính còn lại gọi điện thoại chi viện, trong khi đó viên tướng Di Jong Chon và 20 người lính của ông ta đang cố mở một đường máu để thoát thân. Cả hai bên đều là những lính đặc vụ thiện chiến của Triều Tiên, vì thế cuộc chiến đấu diễn ra hết sức căng thẳng. Nhưng quân của viên tướng Di Jong Chon lúc này đông hơn 10 người và sử dụng súng ạc lên thắng thế. Họ đã chớp lấy cơ hội này và đánh thẳng ra phía ngoài sân của dinh biệt thự, mục đích là tiếp cận mấy chiếc xe ô tô để chạy trốn. Cuộc chiến diễn ra 10 phút sau đó khi viên tướng này và quân lính của ông ta sắp tiếp cận được những chiếc xe ô tô thì lính chi viện của bà Kim Do-jong đã kịp tới nơi. Nhiều loại súng hỏa lực của quân đội chính quy lúc đó đã thay nhau nã vào dinh biệt thự của viên tướng này. Trong chốc lát, thế trận đã đổi chiều, quân lính của tướng Di Jong chon chết mất hơn nửa chỉ còn lại 6 người rút vào tòa dinh biệt thự của ông ta. Sau hai tiếng đồng hồ giao tranh quyết liệt, quân chủ lực đã dùng lựu đạn cay bắn vào dinh biệt thư khiến viên tướng này và năm người lính của Kim Jong Un ngạt thở không còn sức chống cự. Mặt khác họ đã bị hết đạn lên quân chủ lực của bà Kim Do jo Jong đã nhanh chóng bắt sống 6 người này, trong đó có cả viên tướng Ji Jong Chon. Cũng theo nguồn tin của tình báo Hàn Quốc tiết lộ, bà Kim Do jo Jong đã dùng cực hình tra tấn viên tướng và 5 người lính của ông ta, mục đích để tìm ra nơi ở của bốn mẹ con bà Ji Son Ju nhưng cả sáu người này đều là những người được tôi luyện qua thử thách trước đó khi được ông kim jong un tuyển chọn bởi vậy bà kim do jong đành bất lực không thể có được nguồn tin từ những người lính quả cảm này trong khi đó bà ji sun ju đã chạy thoát được sang biên giới trung quốc và được tập cận bình đưa ngay về bắc kinh còn đại tướng ji jong chon và năm người lính của ông ta bị em gái kim jong un xử từ luôn vào sáng ngày hôm nay động thái này cho thấy bà kim do jong sợ đêm dài lắm mộng các tướng lĩnh dưới quyền sẽ có thời gian khuyên can và có thể tìm cách giải cứu Mặt khác bà muốn răn đe các tướng lĩnh và quân sĩ khác lấy đó mà làm gương, nếu ai trái ý bà đều phải nhận một kết quả thê thảm như đại tướng Di Dong Chon. Thưa quý thính giả và các bạn, trong buổi xử bán đại tướng Di Dong Chon và năm lính đặc nhiệm thân cận của ông Kim Ong Un ngày hôm nay, bà Kim Do jo Dong đã cố tình lấy địa điểm quảng trường Kim Nhật Thành là nơi hành quyết. Điều này chưa từng có trong tiền lệ của đất nước Tiểu Tiên bởi vì quảng trường này có thể nói là nơi linh thiêng được đất nước này sử dụng cho những buổi lễ trọng đại của đất nước việc này đã gây lên làn sóng phẫn nộ của quan chức và dân chúng triều tiên nhưng điều đó vẫn không làm lung lay ý chí thay đổi địa điểm hành quyết của bà lý do bà làm như vậy mang ý nghĩa một chế độ mới đế chế mới đã được thiết lập và đổi chủ trên đất nước nhân sâm mọi người dân thủ đô và các nơi đều được tham gia chứng kiến cảnh hành quyết để biết đến cái uy quyền lớn lao không thể xô vỡ của bà rất nhiều quan chức và dân chúng đã thương tiếc đại tướng Di Rong Chon và năm chiến sĩ đặc công lên đã không kìm được nước mắt. Cả quảng trường Kim Nhật Thành sáng nay bỗng ầm vang tiếng khóc ai án, tức tuổi tiễn đưa những người lính anh dũng của đất nước về bên kia thế giới. Thưa quý thính giả và các bạn, một sự kiện vô cùng quan trọng và đáng tiếc cũng đã xảy ra sáng nay tại quảng trường Kim Nhật Thành. Mà từ nay rất có thể quảng trường này được người dân Tiểu Tiên gọi tên là trường bắn Kim Do để ghi nhớ tội ác của nữ ma vương Kim Do theo tình báo của phía nhà nước Nam Hàn đưa tin, trong buổi hành quyết đại tướng Ji Jong Chon và năm chiến sĩ đặc nhiệm Triều Tiên sáng nay, 116 sĩ quan và binh lính đặc nhiệm của Việt Nam cũng đã có mặt tại đây cũng xin nhắc lại là Việt Nam đã điều động 120 sĩ quan binh lính đặc công tới Triều Tiên vào ngày 13 tháng 4. Nhưng bốn chiến sĩ đã hy sinh vào đêm 23 tháng 4 và đã được phía Triều Tiên đưa về Việt Nam mai táng lên chỉ còn lại 116 chiến sĩ đại tá Cao Xuân Dũng. Người chỉ huy 120 lính đặc công Việt Nam đã lên tiếng can ngăn bà Kim Do Dông hoãn thi hành vụ hành quyết này với lý do làm như vậy sẽ không hợp lòng dân và gây hoang mang, phẫn nộ lòng quân lính. Nhưng lời can ngăn của ông đã không được bà Kim Do Dông chấp nhận. Hơn thế nữa, bà Kim Do Dông đã lớn tiếng nhục mạ đại tá Cao Xuân Dũng của Việt Nam. Bà nói rằng ngay cả người đứng đầu nhà nước Việt Nam cũng không có quyền can thiệp vào công việc nội bộ của chính quyền Triều Tiên. Sau đó đã có một cuộc khẩu chiến xảy ra rất có thể đại tá Cao Xuân Dũng sẽ bị trục xuất về nước ngay trong ngày hôm nay. Câu chuyện này dẫn đến sức mẻ tình hữu nghị giữa hai nhà nước Việt Nam Triều Tiên đang diễn ra hết sức tốt đẹp trước đó. Chúng tôi sẽ thông báo tới quý thính giả và các bạn khi có thông tin mới nhất về phi vụ này vào ngày mai trên kênh Thời sự Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã nghe kênh tin mới TV của chúng tôi.